Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 4 rồi đó các bạn. Thì thời gian cho nhanh quá ha. Hiện tại bây giờ thì em đang ở trên phi trường Los Angeles, tức là LAX đó các bạn. Thì em mới vừa bỏ anh Quang Linh xuống để mà anh đi công việc của ảnh. Thì hôm nay trên phi trường thì phải nói là rất là đông, giống như các bạn cũng thấy rồi anh màn hình anh sao đó anh trước thì nó đông lắm, thì kẹt xe mà các bạn. Thì phi trường bây giờ em chia sẻ sơ sơ về cái những cái phi trường cho các bạn biết. Ngày hôm qua em có một người quen từ bên Việt Nam qua, thì đi Việt Nam về chơi mà các bạn. Thì đi qua thì hôm qua thì hải quan lần đầu tiên, nói chung đã nghe nhiều lần rồi nhưng mà có mấy cái câu hỏi hải quan hỏi mắc cười lắm các bạn, thì em chia sẻ cho các bạn để mà các bạn ngừa, để mà mình biết, để mà cách để mình trả lời ha. Thì hôm qua có một số ba người bác từ ở Việt Nam qua, đi bên định dân qua đây về bển chơi gần trên tháng đó, đi qua lại đó các bạn. Thì do ông hải quan hỏi á, ủa mày có đem tiền gì về không vậy? Cái nói trời ơi, tại vì thường thường luật của hải quan đó là mình đem trên 10.000 thì mình phải khai. Thì qua ông hải quan kia ông hỏi mấy bác, ủa có đem tiền gì về không vậy? Cái mấy bác trời ơi, mấy bác nói là tôi đâu có tiền gì đâu đem. Thì mình chỉ sao mình đem dưới 10.000 á thì mình không cần khai gì hết các bạn, nhưng mà mình phải nói đúng, thí dụ như mình có đem vài ngàn thì nó tôi chỉ có đem về vài ngàn đồng thôi. Đó thì vậy đó. Còn mình không có tiền thì mình nói không có tiền thôi, cái đó chuyện bình thường. Thì nói chung là hải quan mình qua tới đây thì hải quan hỏi cái gì thì mình phải nên trả lời thật thà, chẳng hạn như hỏi mình có đem những cái trái cây gì hay là thịt gì không á, mình có thì mình nói có nha, chứ mình khai gian á, tại vì nhiều khi họ đã biết rồi, đã biết mình có đem hay không rồi nhưng mà họ cho mình cái cơ hội để mình nói thật, các bạn hiểu không? Cho nên ở Mỹ này đó là cái uy tín nó rất là quan trọng, cho nên cái gì cũng vậy, mình phải có uy tín trong đó. Nếu như mình không có uy tín trong đó đó thì lỡ như mình vướng vào một cái mà sổ đen của hải quan rồi đó thì lúc đó mới mệt đó nha các bạn. Quên ủa gì nó đây, Linh mời cà phê. Ông Long gọi gì nó đây trời, Kim Tử Long hả? Alo, nghe anh ơi, nghe đây. Đang ở đâu vậy Lộc ơi? Trời ơi, đang trên phi trường, mới đưa anh Quang Linh lên phi trường đây. Ủa vậy hả? Hả? À, chừng nào về tới? Chắc cũng tiếng nữa đó. Lẹ lên đi, chứ có công việc gấp với tôi chứ, lẹ lên. Trời ơi, cái gì vậy? Lù gì dữ vậy? Thiệt hả? Gấp lắm không? Nói chứ trở về gấp rồi đi, mờ hai anh em mình có công việc. Rồi, ok. Vậy gặp em có một số công việc gấp, nếu không gặp em là không có được. Tức là không gặp không về không? Đúng rồi, không sẽ không về. Ok, vậy sửa soạn đi, chừng 40 cho tới tiếng em về tới. Trời ơi, lâu quá. Thì kẹt xe mà, đang kẹt cái phi trường quá trời quá đất kìa. Không thể nào mà vắng em được, cho nên phải nhanh nghe. Chết cha, rồi, tranh thủ. Có chuyện gì okay, gấp dữ đây, thôi, ok. Chạy từ thôi, nói vậy chứ đừng tranh thủ quá nha. ok. Rồi. Okay, anh, rồi. Gì gấp dữ vậy trời? Không biết chuyện gì nữa. Để mà để... tí coi có chuyện gì gấp dữ vậy. Trời ơi, hết người đây tới người khác, chịu gì nữa đây. À, chủ nhật làm sinh nhật cho Phi Nhung, cho chị Nhung chủ nhật này ha. Rồi các bạn thấy chưa, lu bu hết đâu hết. Ông Kim Tử Long gọi tới tới người này người nọ. Chủ nhật này là ngày chính, tại đại người mời tay là sinh nhật của chị Phi Nhung. Ok, thì tại ngày thứ hai này đó các bạn biết không, là sinh nhật của chị Phi Nhung đó, sinh nhật của chị Phi Nhung. Trời ơi, tự nhiên hai ba việc, mới vừa bỏ anh Quang Linh xuống đây cho anh đi công việc của anh, tới giờ anh Kim Tử Long gọi, cái xong cái bên chị bên phía của chị Phi Nhung gọi,
Ê, dài dài hôm nay đó gì nữa đây? À, để lái về lẻ lẻ ra. Sáng chủ nhật này thì hơi hơi kẹt rồi. Không biết sao đây, để coi coi. Nó đến sáng nè. Ok, nãy định mở cà phê các bạn giờ mở cà phê nha. Ôi trời ơi, các bạn thấy không, khi mà mình rảnh thì không ai kiếm, và khi mà bận một cái là kiếm tới một đống đó, đời nó vậy đó. Giờ chạy về không biết ông anh Long, ông Long này ông có chuyện gì nữa đây, cái gì mà gấp quá. Ôi trời ơi, đang bàn tính cho chủ nhật này đó các bạn, thì chủ nhật này sẽ có một cái hé lộ luôn, tại vì đang quay phim mà nhắn tin vô cho nó hé lộ luôn, các bạn hiểu không? Thì chủ nhật này sẽ có một cái tiệc sinh nhật cho chị Nhung nho nhỏ, thì có gì em tới chơi chút, như mà làm sớm quá. Ok, thôi bây giờ để em tập trung lái xe nha. Em chạy về dưới anh đón con ông Long coi có chuyện gì mà ông làm gấp rút quá đi. À, về tới khu nhà của anh Kim Tử Long rồi. Không biết em gọi có chuyện gấp, có chuyện gì nữa trời ơi. Về. Chiu. Quẹo vô. Rồi, nhắn một cái. Tới rồi. Trời đất ơi. Tới rồi. Đâu đây? Vụ gì quan trọng đây? Trời. Hôm nay nói chung là hôm qua chờ rất là nóng đó các bạn, gió thổi y xèo hết. Hôm nay thì trời ấm, hôm nay trời ấm lắm các bạn. Nói chung là một ngày rất là đẹp. Hình như là nguyên một tuần này thì hình như là không có mưa, không có mưa, mưa cả ngày, lộn, mưa cả tháng rồi tuần này không có mưa. Không có mưa. Chắc đi học ca quá. Em cũng thích ca cải lương nữa. Thôi giờ mình bái sư phụ đi ha. Ủa mà bái sư mà lỡ như ca không được kỳ lắm. Thôi thôi bỏ đi. Bỏ đi. Ở đây các bạn biết đó, người Mỹ người ta hay dắt mấy con chó đi bộ các bạn. À, đàn ông đàn bà lớn trẻ gì cũng dắt con chó đi bộ ngoài đường á. Thường thường ra đường mà có mấy con chó mà dễ thương các bạn. Đó như bên đây nè, có cái ông này ông đang dắt con chó. Thì thường thường mấy con chó mà dễ thương á, thì hay được người ta ai, mở máy lạnh đi, nó nóng rồi đó. Cái này máy gì off hả, on. Hay được người ta cưng lắm, mấy con chó bên đây dễ thương lắm các bạn. Chó bên này số 1 luôn á. À, nhắc tới mấy con chó đó thì cũng xin chia buồn cùng với lại chị Kim và chị Hương. Con Coco đã theo chị cũng đâu mười mấy năm rồi đó, thì mấy cách đây mấy bữa chị có nhắn chị nói là con chó của chị đã bị mất, để em coi coi, bị già mất đó, đúng rồi khoảng 15 năm. Thì lần nữa thì em cũng xin chia sẻ cái nỗi nó buồn đó, khóc dữ lắm. Khi mà cái gì cũng vậy, mình nuôi những cái con gì trong nhà đó các bạn, mà nuôi lâu quá đó thì cái tự nhiên cái mình có cái kiểu như là cái cảm xúc á, thấy không? Nó xích qua đây một chút. Đó, vậy đi cho nó dễ. Thì khi cái gì cũng vậy, mình nuôi lâu quá thì tự nhiên cái mình có một cái tình cảm. Thấy không? Giống như hồi xưa đó, ở bên lúc bên Việt Nam đó, lúc mà em còn hồi nhỏ đó thì ở nhà em cũng có nuôi mấy con chó.
rồi nó vô nó đẻ trong nhà em luôn, nó đẻ trong nhà em, thấy con chó mà nhỏ nhỏ nữa các bạn, dễ thương lắm, em không nhớ là chó loại gì. Thì khi mà mình đi đó, nó muốn đi theo mình, còn mình đi mà đi luôn á, cái nó ngồi để chờ và nó buồn. Có nhiều con chó nó thương chủ lắm các bạn, nó thương chủ dữ lắm. Các bạn biết á, mình nuôi mèo á thì con mèo đó nó không nhớ chủ nó đâu, nó chỉ nhớ cái chỗ ngủ của nó thôi. Nhưng mà con mèo đó mình mà đang ngủ á, các bạn biết gì không, cái nó leo lên người của mình, nó nằm. Hồi đó đó em, lúc em ngủ trưa rồi đó, là con mèo nó hay lên, nó nằm trên ngực của em lắm. Thì lúc đó đó ba la em hoài à, tại vì con mèo, cái lông của con mèo đó mình hít vô các bạn, nó sẽ bệnh. Cái lông con mèo nó rụng dữ lắm, nó bệnh. Còn mấy con chó thì bên Việt Nam thì nó không lên giường, chỉ có mấy con chó mà chó nhỏ gì đó, chó mà mình cưng nó quá nó mới cho lên giường, chứ mấy con chó mà bự bự đó các bạn, mấy con bự bự thì đa số mình dưỡng cho nó dưỡng già thôi, chứ không có kiểu như mà cho nó nằm trên giường. Thì hồi đó chỉ có mấy con mèo nó lên thôi, chứ mấy con chó nó không dám lên. Mấy con chó mà lên cái mình la nó một cái là bắt đầu nó ấy liền. Thì hồi nhỏ đó các bạn, em có nuôi mấy con chó mà lâu quá em không nhớ. Rồi cái chỗ ba của cái chỗ câu lạc bộ của em á, của ba em, ba mẹ em á, thì có một con chó bạc rê bự vậy nè. Chỗ câu lạc bộ đó hồi xưa đó, ai mà ở khu mà Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ bây giờ đó, cầu Phú Mỹ ở Sài Gòn bây giờ đó, hồi xưa đó cái chỗ là cái cảng, người ta gọi là cảng rau quả. Thì lúc đó là chỉ là một cái con sông ở đó thôi, không có cái gì trắng. Lúc đó là bờ ao sông rồi, ao đồ đó nhiều lắm các bạn. Thì coi như là cái chỗ đó bây giờ đó là cái chỗ là gọi là cầu Phú Mỹ. Khi mà đi xuống cái chân cầu Phú Mỹ gần cái bờ ao, cái phà đó đó, cái ao đó đó, cái hồ, cái sông chứ. Thì cái chỗ mà dưới chân cầu đó là hồi xưa đó, là cái chỗ đó là chỗ câu lạc bộ của ba mẹ em hồi xưa. Thì nhắc tới chuyện hồi xưa thì nói chung ai cũng phải có cái quá khứ hồi xưa cả, chứ không ai không có, đúng không? Ai cũng có cả. Trời ơi, ông ngồi ông kêu mình gấp mà ông chưa thấm ra ta. Chờ chút xíu nữa. Ủa, ôi trời ơi, để đây luôn, để luôn đi cho dễ. Cái giọng như là bị khàn là chắc bệnh rồi quá. Coi chuyện gì gấp gúp gì vậy ta. Chuyện gì mà gấp gút dữ thế? Chắc cái chuyện đi gửi hàng này hay sao đây, thùng. Gì vậy? Chuyện gấp là chuyện này hả? Chuyện gấp đó. Trời ơi, còn nhiều chuyện để nói lắm. Trời đất ơi. Này nè. Lại là phải nói cho hết mới được. Nếu nói không hết là bị la. Bị gọi là uất ức trong lòng, hiểu không? Ừ. Vậy hả? Rồi, thủ tục đầu tiên đó. Thủ tục đầu tiên rồi gắm vô. Đại đi. Ừ, rồi cứ vậy đó. Cứ vậy gắm đại đi. Rồi xong chưa? Giờ mình đi. Đi đâu? Đi ăn. Ăn gì? Hoa sen đi. Ok, rồi. Hoa sen ha. Ừ. Ủa mà Hoa Sen này có mở cửa không? Bữa nay thứ ba. Em check coi làm sao anh biết được. Thứ ba. Hình như là thứ tư nó nghỉ. Anh nói vậy đó. Mình coi. Hình như là một hai ngày là anh phải kiếm em á Lộc ơi. Quen rồi Lộc ơi. Thiếu thơ. Không có thiếu được, hiểu không? Anh nói không có thiếu được gì hết trơn. Một hai ngày là phải kiếm à. Lộc ơi vậy đó. Làm gọi gấp quá trời gấp, tưởng cho chuyện gì. Ủa anh Linh về bển hả?
Đi rồi. Dạ hả? Lên rồi. Mối nhiều quá. Thập lê mối nhiều quá. Ta nói ca sĩ, nghệ sĩ chở hết. Tiễn hết. Nay chờ hôm qua gió quá trời luôn à. Ờ, chờ hôm qua gió. Hôm qua lạnh. Anh đi tập rim về cái khách gọi cái giao rong biển cho khách á. Ở chỗ khách sạn Sài Gòn á, trên đường Westminster á. Hôm qua khách lấy 10 gói rong biển. Như cái giọng cảm bệnh rồi phải không? Đó, về trễ quá rồi khách gọi không có cái tắm kịp đó. Đúng ngày làm như lớn tuổi không có được tắm đêm. Nhưng mà ban đêm á là phải tắm, nếu mà không tắm không ngủ được. Mà chết gì chứ. Cho nên tắm vô bệnh luôn. Nghe giọng thấy cảm rồi đó. Cảm gì là hết ca rồi đó. Ca nhưng ca. Mà sáng nó bụng quá. Chưa ăn ca không nổi. Vậy phải đi nạp năng lượng trước quá. Dạ, bây giờ mình ăn món gì đây? Món gì đặc biệt ta? Nhiều món đặc biệt lắm, yên tâm đi. Mì tìm thuốc bắc. Nem cuốn. Bún riêu. Chứ đâu có phụ chúc đâu hả? Anh biết nữa, phụ chúc đừng ăn phụ chúc nữa nha. Mấy bữa nay anh em mình liên tục phụ chúc rồi, cho nên là bây giờ thôi ăn cái gì sáng có nước một chút xíu đi ha. Cuộc đời em sáng nay bị thiếu nước. Hối quá không có uống năm xị nước được. Cho nên đó là hôm nay á không biết làm sao mà ngủ hơi bị trưa. Ngủ chắc bệnh á. Sáng ngồi dậy nói chuyện cũng nổi điện thoại đọc ơi không ơi đang đâu mà nghe giọng anh nó ghê lắm phải không? Khách hàng ghê quá. Tưởng nó có chuyện gì cần cấp chứ. Trời ơi nó nói tưởng nó có chuyện gì cấp cứu. A Di Đà Phật. Xin đừng đem lục dục thất tình mà làm quen ô cửa từ bi. Ông hãy về đi. Ông hãy về đi, đừng bận bèo tiếc thương làm chi nữa. Làng ơi nếu như lòng em đã quyết thì điệp về đây xin vĩnh biệt trọn đời. À ngon à, hơi ngon rồi chứ không? Bệnh chứ cũng còn ngon. Nhưng mà hôm nay đặc biệt cái chưa ăn rong biển mà cho ca rồi không? Lát ăn sao? Ăn rồi về ca hết. Hồi tối anh về anh cũng không có thời gian anh ăn. Vậy hả? Rồi xong cái anh lấy 2 miếng rong biển. Anh ăn xong rồi cái anh uống một sữa 5 ngũ cốc á. 5 loại đậu cái anh ngủ. Cho nên sáng về cái bụng hốt rọt, đâu có ăn gì đâu. Sáng hôm nay vậy đó bụng sớm cả nhà ơi, bà con ơi, cô bác ơi. Nhưng mà thích vậy đó. Sáng ngủ vậy mà thấy cái bụng trướng trướng lên là chịu không được rồi. Lớn tuổi một chút là bụng bự chịu không nổi đó. Chỉ mặc bộ đồ á, nếu mà bụng bự mặc bộ đồ vest đi hát vô nó không có tự tin. Bước lên sân khấu nhiều không có tự tin. Lúc ở Việt Nam ăn nhiều quá. Ăn lần có tô và cháo nó làm cho một cái dĩa rau như thế này nữa. Rồi gặp chả lụa chay ngon nữa. Nói chả lụa chay cái mấy bữa nay anh không ăn chả lụa chay anh nuốt nước miếng nha mà. Thèm à. Anh còn 2 cây kìa, anh để dành kìa, anh không ăn kìa. Sao vậy? Mai chiều gì ăn. Nó hư không? Để lâu quá nó hư không? Nó không, tới 5 tháng lận. À 5 tháng luôn hả? Mà mình qua mới có 1 tháng 2 tháng mà. Long còn 2 cây chả lụa chay. Chả nấm chay. Còn 2 cây không có dám ăn, chắc chiều nay mai chiều gì ăn nè. Bây giờ mình chờ tới mình ăn sáng trước đi rồi mình tiếp tục. Ở Việt Nam em vẫn còn phục vụ chả lụa chay, chả giò chay, chả nhồi sả chay là bá cháy luôn nha. Cả nhà ơi, ngon lắm luôn. Có số người cũng hỏi anh số điện thoại bên Việt Nam hoài à. Mình có đưa hoài mà khán giả không nhớ á. Dạ, số điện thoại của em á, công ty ở Việt Nam á, lấy rong biển nè, lấy trà đồng nhỏ uống ngủ ngon nè, ăn chả lụa chay nè, chả giò chay nè, chả nhồi sả chay nè, xúc xích chay nè. Thì gọi cho công ty cháu em bển, cháu của Long ở bển là 0987153343. Em xin nhắc lại một lần nữa là 0987153343.
cả nhà gọi số này là có chả lụa chay ăn ngay. Ngon lắm hả? Ngon. Chứ anh lát về anh nhớ nói anh sẽ cho em nửa cây nha. Ok. À, nửa cây thôi chứ đừng lấy nguyên cây. Thôi lấy khúc thôi. Ăn tạm thôi, ăn thử thôi. Lấy nửa cây đi về cho vợ ăn hả? Vợ em ăn với cho ăn cho biết chả lụa như thế nào. Giờ quý nhất là chuyển qua không được. Có nghĩa là mình không phải là không được nhưng mà phải mình phải xách đi. Chứ bây giờ một đòn là nửa ký rồi. À, mà bây giờ nó nặng quá, khó xách. Vậy giờ này có cái gì hấp dẫn không? Có chứ. Có hả? Vậy tới mình ăn xong mình tính hả? Mình ăn xong đi rồi cái mình sẽ đi vô trong một cái cảnh khung cảnh chùa nào đi. Anh sẽ bắt em phải đi ngồi một cái chùa phải thiền định. Rồi lúc đó anh phải tâm sự cho em nghe chứ. Anh chùa có, thiền định luôn hả? Phải có thiền định rồi ngồi, ngồi tâm sự cho nghe. Rồi, ok. Tâm sự cái chuyện hồi nhỏ. Cái này hay rồi nha. Tâm sự cái chuyện hồi nhỏ mới sanh mới đẻ ra như thế nào. Rồi lớn lên 5-7 tuổi như thế nào. Nó là như vậy, hấp dẫn lắm. Mấy bữa nay nằm ngủ thấy cái cảnh lại còn nhỏ, cho nên là phải ôn lại những kỷ niệm xa xưa. Ok, giờ tí nữa mình ăn xong mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó ha. Ok, giờ tí nữa mình sẽ đi thôi. Tí nữa em sẽ gọi tới chùa này. Chùa nào mình lắm. Đến sẽ có khung cảnh ngồi thư giãn nè ha. Rồi sẽ dễ thương, dễ chịu. Này gọi là nem. Nem hả? Nem nem cuốn chè. Nhìn hấp dẫn quá ha. Ngon á. Mì vịt tiềm. Mì vịt tiềm và bún bò Huế. Rất là ngon ha. Rồi mới vừa ăn xong. Anh Long thì ăn mì vịt tiềm ha anh. Em thì ăn gì quên là bún bò Huế. Thấy kêu sao cho đúng là mì. Mì tiềm thuốc bắc tàu hủ kỳ. Mì tiềm thuốc bắc tàu hủ kỳ chứ nó dịch tiềm tưởng đâu tưởng đồ đồ mặn ok tưởng nó chưa lắm dạ thì anh muốn đi tìm cái chùa nào mà có cái cảnh đơn sơ phải không? Đúng rồi. Rồi như một cái chùa nào có khung cảnh tuyệt vời em biết túy Việt Nam quê hương. Có cái chùa này cũng đẹp lắm mà nhỏ nhỏ xíu à. Thì giờ em sẽ chở anh tới cái chùa này. Này em nhìn trời nóng dễ sợ luôn á. Dạ mới sáng mà trời nóng rồi ha. Ừ nóng quá trời. Đấy, nóng phải cởi cái áo khoác ra. Bởi vì mà ở ngoài thì nó lạnh anh, có gió nó lạnh. Trong xe thì nóng, ở ngoài lạnh. Vậy ráng mặc đi để bệnh tí, chứ sợ tí mình ngồi sao á nó gió đó nó lạnh. Đây cũng sắp sửa tới cái chùa đó rồi, chùa đó cũng dễ thương lắm. Tới chùa rồi thì mình phải giật chuông. Chẳng phải cắt chuông. Cắt chuông lan lan tới cắt chuông. Cô Lan có chạy ra đón mình không á mà. Nhà quan đĩa đây nè. Đây đó, đó nhà đó căn thứ nhì đó. Mà bán đi hả? Không. Vẫn để đó mà cho anh ta mướn. Còn nhỏ mà cũng còn nhà nhỏ mà cũng giỏi đó. Còn học ít già mỹ tá mà. Cũng có nhà có cửa chứ bộ. Giỏi rít Mỹ lớn lên rồi vậy. Xanh ở đây mà. Mình sắp sửa tới chùa rồi đó. Chùa này chắc anh chưa tới giờ mà ha. Anh cũng biết nữa, thì nhiều khi anh tới thì anh sẽ biết. Tới sẽ biết. Này đạo tràng nhân quả. Nhân quả đàng hoàng đấy. Di Đà Phật. Chùa này đại khái cũng dễ tìm lắm, trên đường Trust với đường Tháp nè. Cũng dễ. Ngoài này cái nhà đường gọi là đường Tháp hả? Tháp với là Trust đó, Tháp đó. Tháp. Tháp với Trust dễ tìm chứ không gì khó. Đó, quẹo đây thì tới rồi. Thấy cái dừa cao cao đó là tới rồi đó. Cái đường này là anh đi hoài
giao rong biển cho bà cô nè. Bạn không biết ở đây có cái chùa hả? Không. Chùa này mười mấy hai năm rồi đấy. Vậy hả? Có lâu lắm rồi đó. Ồ, vậy hả? Thấy không? Wow. Đơn sơ vậy đó. Ở vậy mình sau này mình chỉ ao ước được chút xíu thôi. Ngồi để mình tịnh lớn tuổi rồi. Đúng rồi, bây giờ mình vô đây tham quan ha. Dạ. Đó, tới chùa rồi đó. Wow, thật là yên tĩnh dễ thương quá. Đúng hạnh, rồi. Hạnh phúc gì bằng nữa. Nam mô Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Di Lặc. Ê, mình đi vô cửa bên đây hả? Anh coi cửa đó có mở không? Cửa mở mình vô cửa đó luôn. Rồi đi cửa bên kia. Cái đây có cái cửa. Chùa yên tĩnh quá ha. Ừ. Thích quá. Ừ. Đúng là tự tu. Lan ơi. Mở à, trời Lan ơi, quá đã. Cho mình luôn rồi. Lan đã mở. Lan wow. Mở cửa sẵn cho mình luôn. Mở cửa sẵn rồi. Lan ơi, điệp tới rồi. Lan ơi, xin đừng. Wow, thấy cảnh sao? Dây chuông đừng lạnh lùng. Mẹ, wow, chị Nam Mô. À, Đức Phật nằm nữa kìa. Dán mấy cái bông lên thấy thương ghê không? Uh-huh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nè. Nhập Niết Bàn nè. Mệt quá. Vô chùa mình sẽ xin long đồng hộ pháp. Lại long đồng hộ pháp. Con tên Tư Hồng Tén. Người dân tiên trưởng long pháp dân văn chính thánh quy. Con vào chùa con xin lỗi xin được lại Phật. Con là Phật. Con đi là Phật. Ủa? Ủa? Trái này trái gì chanh vậy? Chanh dây mà không phải là chanh dây mà nó là trái xoài nha. Xoài dây xoài hả? Xoài dây nha, mấy là lạ nha. Ồ, xoài dây. Ồ, rõ ràng là trái xoài. Sao lạ quá vậy? Trái thiệt luôn á nha. Cuộc đời cái gì cũng có á, bây giờ là lại xoài dây mới là lạ nha. Lát nữa mình hái mình ăn thử coi sao. À, này là rõ ràng trái xoài nha, chứ không phải là chanh nha. Này lạ nha, lần đầu tiên em thấy xoài dây đó. Đúng rồi. Trái ổi đó là ổi ruột đỏ luôn á anh. Ổi đó đó kìa, ổi đó ổi ruột đỏ đó. Ruột đỏ đàng hoàng luôn á. Có trái kìa, đâu có không? Trái là ruột đỏ luôn chứ không phải ruột trắng đâu. Chắc chưa hết mùa rồi quá. Quê của tôi mới có nè. Cái dừa. Cái bình này là gọi là để mà châm vô rồi để cái bình vô để đậy lại cái là nước nó giữ ẩm lâu cực kỳ lâu luôn nha. Thờ của ông tổ, ông tổ ông nội của em cũng xài mấy này nè. Thời ông bà cha mẹ của Long ở dưới quê là đều là uống bằng cái trái dừa này nè. Dạ A Di Đà Phật thầy. A Di Đà Phật. Dạ con chào thầy. Ủa thầy cái trái của nó trái gì lạ quá thầy? Dạ. Trái này nè. Đây là sầu dây hả thầy? Cái gì? Cái trái đây nè. Trái xoài như vậy. Cái gì thầy cũng biết là giống trái xoài. Giống trái xoài giò dây hả? Luôn á. Trái đó có ăn được không thầy? Không biết ăn được không mà cũng biết nữa. Vậy hả? Có nhiều là lâu rồi mà không thấy ăn mà đâu mất hết rồi. Lạ quá ha. Ồ, y như trái xoài hả? Cây hoa, dây hoa. Dạ. Ừ. Đây là dây hoa.
Dây hoa hả? Cái dây này nó có hoa đẹp lắm. Nhưng mà trái quan trọng, trái mình ăn được không? Không biết thì lát nữa thử đi. Dạ. Lại Phật đi. A Di Đà Phật. Đây có cái bình trà, chắc mình pha trà. Ủa nó nghe nè, pha trà thì tại sao mình không lấy trà của đồng nhỏ vô mình pha, mình gọi anh em mình uống à, à đúng rồi rồi rồi. Của mình vô, rồi mình đây. Có đó. Ok, để em ra xem lấy nha. Rồi lấy cái bịch rong biển của mình vô ngồi ăn. Quá dữ rồi, trời cho vừa đấy đã chưa. Ngồi đây là số 1 luôn hay không? Dạ. Đây ngồi đây mà uống nước trà là coi như là số 1 nha quý vị nha. Đó cái bình nè. Wow. Úi, bình này hồi xưa à. Bình này là bình loại hồi xưa nè nha. Ông nha. Thọ luôn hả? Ừ, ông Thọ hồi xưa có những cái quê Long đó là ăn chén này nè. Rồi cái hiệu này nè, cái bình này nè. Rồi có cái chén nữa nè. Tất cả dưới quê hồi xưa đó. Ông bà xưa, ông nội bà nội của Long đó. Trời ơi. Cái này không biết lâu đời chưa. Có chắc cổ lắm rồi đó. Chất mộc nữa nè. Nè. Chắc này đồ cổ đó. Để em ra em lấy trà vô nha. Trà vô đây xin ơi chú ơi cho okay. Con bắt một miếng nước nóng chú. Lấy trà vô rồi bây giờ là mình phải ngồi đây mình pha trà, mình uống trà rồng nhỏ này rồi uống như pha trong cái bình này nha. Rồi cho thầy thử luôn. Dạ. Hai cái món này đặc sản của anh Kim Tử Long nha thầy. Của con nè thầy, cái này là rong biển của con kẹp hạt dinh dưỡng nha. Dạ, cái này ăn chay đó thầy. Đó. Cái này mình ăn chay, con cũng ăn chay trường. Dạ, dạ. Dạ. Sao là anh còn trẻ mà anh ăn chay trường? Dạ tại vì con không thích ăn mặn nữa là con ăn chay vậy. Không ăn mấy năm rồi đó. Hay quá, quá dạ. Bây giờ con pha xong rồi lấy cái diễn để bánh ra ngoài, lát con mời thầy nha. Dạ coi đó con pha nước trà xong con mời thầy. Đó, bây giờ là ba cái gói này là mình mix lại với nhau nha, để Long mở ra Long chọn cái bình nè ha, cả nhà nha. Sẵn dịp ở đây là hướng dẫn cách pha cho quý vị uống luôn. Nhớ không? Để nè, mình tháo cái bịch này ra trước nè. Hả? Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy thấy thương quá. Dạ, dạ, để lát con bỏ vô. Sẵn ha, quý vị. Đây cái là bịch màu vàng đó. Đó là cái bịch này là cái bịch dây săn tuyết nha. Cái mình nhúm tay á. Mình hốt nhiêu vậy thôi nè. Cái bình trà nhỏ, cái mình hốt khoảng nhiêu này thôi. Đừng nhiều quá. Đây, nhiêu vậy thôi ha. À, nhiều thôi. Một bịch. Rồi bây giờ cái màu xanh nè, cái mảng cầu nha. Cái này là của con, là gọi là cây thuốc nam của người dân tộc, mà để cho mọi người ai mất ngủ nặng đó thầy, uống vô ngủ ngon lắm. Dạ đau nhức mình mấy khớp xương cũng hết, rồi đau bao tử cũng hết luôn, điều hòa huyết áp. Là mảng cầu ha. Đây màu xanh là mảng cầu cả nhà nha. Đó, mình canh mình hốt như vậy nè. Đó, nhúm gì nữa thôi nè. Đó, thấy chưa? Chút thôi ha. Đó, rồi bỏ vô cái bình này. Đó. Bữa nay có cái bình này uống trà chắc ngon lắm rồi ta. Đây, cái này là củ khúc khắc nha. Củ nhân sâm ở trên núi của người dân tộc á. Họ, dân tộc họ biết cái củ đó. Ví dụ như lắc nhỏ thì theo lắc nhỏ, lắc lớn như quý vị nha. Như với cái bình này á thì em bỏ hai lắc nhỏ này thôi. Hai lắc này thôi. Hai lát về nhỏ xíu rồi đó về xong đó. Dạ là trở thành một bình trà, là coi như là hôm nay mình ngồi rồi trước khi pha trà đó, con khui cái bịch rong biển này. Đây là hạt dinh dưỡng các loại đậu á thầy, ngon lắm. Để con khui ra một lát nữa rồi con châm nước trà, cái con mời thầy nè ăn thử cái món này của con. Món này cũng là của công ty con luôn ha, nhưng mà rất là ngon luôn á, khách đặt dữ lắm nha. Cho thầy thấy nè, đó là hạt nhiều lắm. Đâu thầy ăn thử miếng với thầy. Ăn thử miếng hả thầy? Ngon lắm thầy, ngon lắm luôn á. Ăn thử thầy. Ăn thầy ấy. Ăn thử đi thầy, ăn thử đi thầy. Nó giòn giòn. Mời thầy giòn.
Ngon ha. Đó, thấy chưa, ngon lắm. Làm rồi, em thèm luôn rồi đó. Coi như là khách tiệm nail rồi, coi như anh chị tiệm nail rồi ủng hộ dữ lắm luôn. Quý vị thấy nè, có miếng là gọi gần cái miếng đậu nhiều lắm. Đậu cái này quá trời đậu luôn đó, cái này nè. Quá trời quá ăn đó. Là ngon lành luôn á. Ngon á thầy? Ngon. Ngon ha. Con ăn chay cho nên là con tối con đói bụng, con không có ăn cơm, ăn phở gì nữa hết. Con ăn miếng này, con không có mập nhiều. Nhớ thầy á, thầy ngồi đi, con đi châm trà cho thầy nha. Thầy ngồi đi thầy. Thầy ngồi đi thầy. Thầy ngồi cho đi. Thầy ngồi để kể chuyện cho thầy nghe luôn. Thầy. Thầy ngồi ghế này đi thầy. Đó, con đi châm trà, con lấy nước con châm trà. Bấm cái nút nào đây Lộc? Cái unlock nè. Man. Ủa, chưa có điện, điện sức ra rồi. Dây điện sao lên sức rồi. Cho nước nó ra. Dây điện sức rồi. Vậy hả? Ừ. Là coi như là nhiêu trà đó là đổ đầy bình được ha. Bấm nước ra. Unlock nó chứ. Dạ. Yeah. Đó. Một bao nhiêu lần trà này là mình uống là coi như là quý vị uống là nhớ hết phải giữ sắc trà này, mình chế 3 lần nước vô mới được bỏ nha. Cha trời ơi. Đó, 3 lần nước mới được bỏ sắc trà nha cả nhà nghe, sẵn hướng dẫn luôn đó. Đó. Bây giờ mình phải bỏ vô đây trước một cái cho nó dễ thương giống cái trái dừa này để giữ ấm phải không? Đúng rồi, đây nè. Cả ngày vẫn giữ ấm á thầy ha. Đó, con lấy ly. Hay ha. Cái này là có lâu lắm rồi đó thầy. Từ thờ ông ngoại của con là ông xài, hồi xưa ông xài cái này nè. Rồi, nói chuyện với thầy đi ha, anh đi lấy ly rửa ly cái hả? Rồi dạ. Ngon hả thầy? Ngon lắm. Ngon ha. Quá xá ngon luôn. À. Cái bình này cũng bình cổ luôn hả thầy? Bình trà này nè, cổ phải không? Chú. Ừ. Chơi. Ngồi uống nước trà chú ơi. Uống nước trà tâm sự chú ơi. Trà tâm sự ăn rong biển. À. Rong biển kẹp hạt chú, lại đây chú, con mời chú. Wow, đã ha. Đã chưa? Hôm nay mình vui quá hả? Cái này mình ngâm bao lâu anh? Rồi đấy giờ là vậy là bắt đầu uống được rồi đó. Chứ không chờ nó ra hả? Nó ra rồi. Nó ra rồi, rẻ gì hả? Ừ, nè, nó ra rồi đó. Rồi. À, coi như đẩy bình nước này, nhưng mà nhớ uống này nhớ giữ sắc trà lại nha. Xoa được 3 lần. Đừng có bỏ liền, phải pha là 3 lần nước mới bỏ mà nước thứ hai, nước thứ ba là bắt đầu ngon dễ sợ á. Uống nha, con nói thiệt với thầy mà con uống chừng 3 chung này cơ thể con nó rất là nhanh. Là ăn lát con ngủ liền à. À mọi người thí dụ nặng quá, thường thường khách con ở đây là mất ngủ 10 năm, 20 năm gì đó thì ít nhất cũng 1 2 ngày. Nhưng mà nó là cây thuốc nam mà. Đó. Mình uống đi. À, bị đầy quá ha. Chú ăn thử miếng rong biển của ăn con thử miếng chú. Ăn thử miếng ra chú. Ăn thử. Uống trà không? Dạ. Không uống trà hả? Cái này là trà đặc biệt. Trà. Vậy hả? Dạ. Thôi mình ăn rong biển không đi. Dạ, trà của anh Kim Tiểu Long luôn đó. Trà của con. Ừ. Cái này nói là trà nhưng mà nó là cây thuốc nam. Đúng. Dạ. Ừ. Chú ăn thử miếng rong biển đi chú. Đi chú. Cho biết ý kiến luôn. Ngon lắm chú. Ăn đi. Ăn đi, con cũng ăn, sáng nào lúc nào con cũng ăn. Dạ. Cái là các loại đậu. Ngon ha. Lát rồi con ăn xong mấy miếng này con để bịch này con biếu thầy. Coi như mới vui ra luôn đó. Ừ. Ngon quá mà. Của công ty rồng nhỏ luôn á. Nó có hạt dưa nè, hạt bí đỏ nè, hạt hướng dương nè, hạt điều. Và trong đây có gạo lứt. Dạ. Khách khen dữ lắm, khách thích lắm. Dễ ăn ha chú ha. Đói bụng cái mình lấy miếng ra mình ăn ra luôn. Đó. Ngon quá mà. Lọc ăn rồi. Dạ con đang thèm nãy giờ nè mà không thấy, không thấy ánh mờ gì hết á. Đang thèm nãy giờ. Tre nha. Bánh tre của mình là bán cái bình này, mà mốt về con cũng mua lại cái bình này nha. Miếng nước trà đây, thử miếng nước trà ăn đây. Lộc uống trà đi cưng. Em đang ăn này.
cái trà của đồng nhỏ nó không phải là trà không nha cả nhà nha. Mà ai mà bị mất ngủ á, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm gì đó, uống vô một cái là coi như là nằm khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ là nằm lát là ngủ ngon lành luôn á. Bởi vì đó là những cây thuốc nam của người dân tộc, nó rất là bài thuốc rất là giỏi, cho nên con ký độc quyền cái này luôn nè. Dạ, nó rất là hay. Cho nên là khách mấy ông bà cô bác lớn tuổi uống vô nói trời ơi cô ngủ quá trời cô ngủ, hồi đó cô không ngủ, giờ cô ngủ cô sợ mập quá, cái từ giờ sợ mập. Trời lạnh lạnh, uống trà Lộc, uống ly trà Lộc. Uống chứ. Em thử miếng trà. Đúng rồi, trời lạnh lạnh ngồi ngoài sân này tự nhiên trước cửa chùa uống trà sao ngon dữ vậy. Wow, đã quá. Dạ, cái đó của con, để con ăn nha. Dạ. Đó là cái lụi củ nhân sâm dưới núi của người trên núi của người dân tộc đó thầy. Cái này là cây mãng cầu xiêm, thì hồi xưa tới giờ mãng cầu xiêm ai cũng biết rồi. Cái này là khúc các cái loại nhân sâm của người dân tộc. Họ biết cái cây, họ biết cái cây dây sâm tuyết này chứ mình đâu có biết đâu. Khách mà mất ngủ nó đau nhức mình mẩy nè, nó điều hòa huyết áp cho mọi người nè. Rồi á, đau nhức mình mẩy khớp xương nữa nè. Rồi bao tử cũng hay. Đặc trị là hỗ trợ cho mình là cái ngủ ngon á. Những trăm người thì con không dám bảo đảm, nhưng mà 9899 người thì ok. Ok hết. Khách của con 4 năm nay á. Anh sản xuất. Dạ. Của con sản xuất á, đó rồng nhỏ nè, con là Kim Tiểu Long rồng nhỏ nè. Đó rồi. Đó, của Kim Tiểu Long luôn nè. Hả? Ừ. Thấy không? Rồi đây, giấy nè, sân giấy nè. Lạnh, con thấy thầy chảy nước mũi. Thầy chảy nước mũi bị lạnh. Hình này có ăn hả? Con á. Dạ. Dạ. Nè trà nè, rồng nhỏ nè, Kim Tiểu Long là con nè. Nè, thương hiệu của con luôn. Kim Tiểu Long, con rồng nhỏ. Kim là vàng, mà Tiểu là Kim nhỏ, là Long là con rồng, cho nên có con rồng vàng. Rồng biển này cũng là của con. Dạ, công ty sản xuất ra. Công ty là hợp tác với nhau, làm cái này ra. Dạ. Ngon quá hả thầy? Ăn nữa đi thầy. Con sẽ biếu cho thầy cái bịch này luôn. Đó, lại đây đi. Thế này đói bụng á, thầy lấy ra ăn miếng ăn thôi. Miếng nước, đói đói bụng á, ăn miếng thôi. Thằng mốt thầy có muốn ăn nữa, nó Long ơi đem lại cho thầy. Đó không? Thầy con chả đem lại cho. Thầy y ba y như con nãy nha, thầy nhớ đúng không? Bỏ vô cái bình chích chích vậy, tối ngủ đi im re bà rù à. Ngủ ngon mà thẳng giấc lắm. Trời ngon quá. Cho em xin thêm miếng nữa nha. Đi. Này lần đầu tiên được ăn cái này với là trà nha. Ăn không thì ăn hoài rồi. Nhưng mà ăn với trà kìa. Ăn rồi. Ăn bữa rồi. Đó quý vị thấy không? Thầy ăn tới 2 miếng rồi thầy nói ngon. Thầy nói ngon. Ngon hả thầy? Ngon. Đó. Cho thầy đeo thầy thấy ngon rồi thầy ăn đó. Ngon không thầy? Ngon ha. Ngon. Thử ăn 2 miếng luôn kìa, ngon là biết làm sao là ngon rõ ràng. Đó giờ mới ăn đó thầy ha. Cái này đeo cái microphone của con đặng gắn vô á. Dạ, đặng thầy ăn nhóp nhép cho người ta nghe cái tiếng sột kìa. Quý vị thấy, thầy ăn rong biển của Lâm mà thầy ăn tới 2 miếng luôn mà thầy ăn ngon lành luôn á. Thấy thương quá. Ngon quá. Mấy bà Huệ, mấy bà bác Lâm ơi ngon quá Lâm ơi. Sáng hôm nay người một thùng 15 bịch. Xuyên bang một người một thùng 10 bịch. Mấy anh chị tiệm nail á đặt rất là nhiều là bởi vì tranh thủ đặt giùm em nha. Hàng về không có kịp. Mấy anh chị tiệm nail đặt đó là coi như là người 5 bịch, 3 bịch, 4 bịch cái hùng lại với nhau á, nguyên một tiệm nail á. Tại vì mấy anh chị không có thời gian ăn. Dạ. Ăn cái này cho nó nhanh cho nó gọn. Mấy chị kèm không? Ngon đấy chú ha. Còn miếng ăn luôn chứ. Dạ hả? Ăn miếng luôn. Thầy ăn 2 miếng luôn kìa. Thương rồi. Ngon quá. Con để 3 bịch già này với nhau. Nhớ là 3 bịch này hốt bỏ vô cái bình chút á. À,
ba bịch mình mít lại với nhau bỏ vô, nhưng mà một sắc trà nhớ uống 3 lần nước, đừng bỏ liền hết, đổ vô hết, đổ vô 3 lần như vậy đó. Tối ngủ đi rồi im re bà rù hà. Dạ còn quên lòng rồi, còn cái này uống trà nó số 1 luôn. Thầy uống đó thầy đó. Lát nữa thầy ăn luôn miếng rong biển này nữa là coi như là con bái phục sư phụ luôn. Chịu rồi, con chịu rồi đó, thầy chịu rồi đó, chịu rồi đó. Đó, đó đấy. Thầy thấy không, thầy ăn 2 miếng ngon lành luôn quý vị. Con vui á, thầy ăn về con vui dễ sợ luôn á. Ngon thầy mới ăn được vậy. Quá. Một cái không gian chùa mà vắng lặng mà ngồi mà yên tĩnh như thế này mà ngồi uống trà với trà đồng nhỏ mà rồi ăn rong biển kẹp hạt nữa, rồi một lát nữa 5-10 phút 20 phút nữa tiếng sau lát thầy nhớ thầy có vô ngủ mà thầy có ngái thì cho con ngay nha. Long ơi thầy ngủ ngon quá chú, thầy ngủ ngon quá Long ơi. Đau nhức mình mẩy cấp xương hay cái cô Phật tử quen với con, cậu cũng ăn chay trường, cậu ngồi hồi đó cậu ngồi thiền khoảng chừng 5 phút 10 phút là cái giò đau mà không nổi. Từ ngày uống cái này của con, trà của con, cậu nói trời ơi bây giờ cậu ngồi 1 tiếng đồng hồ không suy nhê con. Dạ dạ, cậu nói cậu Long ơi bây giờ cậu ngồi 1 tiếng đồng hồ không đau nhất gì đó. Rồi đặt rong biển của con một lần đưa cho Phật tử chung với nhau lần 10 bịch 20 bịch không à. Cô dễ thương lắm, cô ở trên đường này luôn nè, trên đường này gần đâu đây nè, gần chỗ này nè, đường gì điền quay gì gây quay gì đây nè, gây quay gì đó đâu đây nè. Cứ cách vài bữa là con đi giao cho cổ 10 bịch trong biển. Trà cũng đã quá. Lát nữa anh bảo đặt với em cái anh nhà hay lắm, chả anh uống hả, lát bây giờ tao ngái tao khỏi làm đơn cho khách. Ngon thiệt, nó khác với những cái vị trà khác. Đó thấy chưa, thầy thử đó rồi. Thì bệnh đúng mà ha. Dạ. Dạ đau nhức nè, cúc sơn nè, bao tử nè. Tại vì nó ba loại cây thuốc mà chú. Đúng đúng. Nó là củ khúc khắc, cái củ này nè người dân tộc á, người ta nói là khi mà người phụ nữ mà sanh đẻ đó, người ta xuống suối tắm liền là người ta uống cái này nè. Rồi. Cái củ khúc khắc đó mà khó đào mà nó cứng lắm nha, không phải là lấy tay chặt được nó mà phải là cái máy sắt mới sắt được nó. Nó cứng vậy đó. Dạ, của người dân tộc họ hay đó. Họ đưa cho con cái, con nói trời ơi cái bài thuốc này hay quá vậy, là con lụm liền, con không từ chối, con ký hợp đồng luôn. Bài thuốc hay lắm chú ơi, con phải nói là con phục những người mà dân tộc ở trên núi á, hay lắm. Hồi đó con đi hát mà con té xe đó, con té xe mà con lả chân lả tay á, mà họ rinh vô trong nhà con xỉu rồi họ rắc thuốc cho con á, là sau này chỗ này của con nè, rồi không có thẹo luôn nè chú, té đó thầy, con bị cà xuống đường đó, rồi chạy xuống dốc vậy nè bị đứt thắng á, rồi bây giờ chỗ này là không có một miếng thẹo mà con thấy rắc lên giống như là cái miếng mà họ cưa mà mọt cưa đó, hay thiệt á, không nhận á, không có miếng thẹo nào hết trơn luôn. Phục, bái phục. Dây xanh tuyết cũng của họ luôn nè. Cây mãng cầu sim thì trên núi thì mình, cây mãng cầu thì mình biết nè, nhưng mà dây xanh tuyết con chưa thấy cây đó nè. Rồi củ khúc khắc này thì con có cây củ ở nhà đó, ừ. Chú có gặp ha. Gặp đó, đó. Rồi anh đọc lại số phone đi, nếu ai muốn mua là đọc lại số phone. Quên nữa, trời ơi Lộc nhớ. Thì quý vị mà có lấy rong biển lẻ dùm Long nha, đợt hàng về là hết, mà về là hết, mấy anh chị tiệm nail order rất là nhiều. Tại mấy anh chị đi ăn, không có thời gian ăn, mà khách nhiều á, cứ bóc ra miếng ăn rồi chạy nước miếng. Rồi xong cái bắt đầu cái mình cứ gọi cho Long là số là 714-399-6906 nha, 714-399-6906. Còn ở Việt Nam mà muốn lấy á, thì ở công ty ở Việt Nam á, thì là 0987153343, 0987153343. Ở Mỹ thì gửi đi tới nhà cho các anh chị bà cô bác ngoại bà ngoại là 714-399-6906, 714-399-6906. Thôi, sao thầy muốn ăn cứ nói, còn đem tới ông biếu thầy nha. Thầy cứ nói Long ơi, thầy muốn ăn trong biển nữa, đi ngang thằng Lộc sẽ con gửi Lộc đem đến cho thầy. Con biếu cho thầy, con không có lấy tiền đâu. Dạ, con cúng dường. Ngon quá thầy.
ngon. Ăn rong biển uống trà nó số 1 luôn ha. Sao chú không uống thử ly với con đi. Chú sợ cái gì vậy? Không. Chú sợ ngủ. Không phải chịu ngủ chứ mà chú không có uống trà hả? Cái này là nhân sâm. Không phải là trà bình thường. Nó khác thường. Thương thầy quá, ăn rớt miếng đậu thầy cũng lượm lên thầy ăn thấy thương không? Còn cái này với thầy còn miếng, nếu mà thầy ăn được luôn miếng này no rồi hả? Hai miếng là đủ rồi thấy không? Thương thầy quá. Chế này đẹp, công thức đẹp rồi. Dạ. Ăn luôn miếng đó luôn đi chú. Không. Dạ. Ngon quá. Lát hãy giữ cái bịch trong biển này đi nha. Để dành ăn đi nha. Ngon nữa đúng không? Đó. Ngon quá mà. Thích nhất đây nè, vài bữa nữa con nhớ lại hồi xưa ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại con quá đi. Mà cái bình này cũng là cái bình hồi xưa phải không chú? Bình lâu đời phải không? Mới. À mới hả, nhưng mà nó làm giống đó phải không? Hồi xưa ở dưới quê mình uống mấy bình này không đó. Tại sao hay ông bà già xưa mình hay quá, đầy lại cái là nước nóng tới tối luôn. Thấy chú hả? Đây. Nó dữ luôn á ha. Hay quá mà. Uống miếng trà nữa đi. Rồi. Đó. Nên là như hôm nay mình vô chùa mình ngồi được tâm sự, được nói chuyện với quê. Trời ơi, nhớ quê quá. Hồi xưa có chăn trâu không vậy mà nhớ quê? Có, ông nội của anh hồi xưa là nuôi trâu nhiều lắm. Ôi vậy hả? Nuôi trâu nuôi bò nhiều lắm á. Lúc đó học lớp 4, lớp 3, lớp 4 là vừa đi giữ trâu mà vừa đi học chăn bò nữa. Nhà cũng có trâu nữa, tại vì ở dưới quê là cày ruộng bằng trâu không à, cho nên là còn nhỏ thì chưa có biết cày, nhưng mà chỉ biết giữ trâu thôi. Mà sáng nào cũng lên lưng trâu cũng ca, con nói thiệt với chú, cây số cũng nghe cái giọng của con hát á, cây số cũng nghe thành hồi dưới quê mà. Vậy á, trời ơi, hồi nhỏ dưới quê xong cái giọng của mình lớn dữ vậy không biết nữa. Cởi trâu là xiền á, trâu mà lội qua sông tôi đứng ở trên cái lưng con trâu tôi không có té luôn á, xiền luôn á quý vị. Quê mẹ mồ quê nào? Con ở Vũng Liêm. Vũng Liêm Vĩnh Long. Vĩnh Long. Dạ. Dân Vũng Liêm Vĩnh Long mà. Vũng Liêm. Dân Vũng Vĩnh Long là coi như là ca giọng cổ là. Vậy tặng hai thầy ngăn câu nữa đi. Uống nước trà nghe giọng cổ hả thầy? Nghe giọng cổ luôn. Thầy có thích, thầy có coi cải lương không? Đó giờ thầy có coi cải lương không? Có luôn. Chú có thích coi cải lương không chú? Ít coi hả? Chơi nhạc không à? Dạ. Đây con gót cho thầy. Đó, thầy uống trà được rồi Lộc ơi. Thầy, em còn uống đã quá trời luôn. Dạ, ngon quá hả? Nó uống nãy giờ không biết ngán luôn hơn. Nó trà đó. Nó đâu sốt ruột rồi, cứ uống đại á. Dạ, yeah, ngon quá. Trà cho nên nó không có sốt ruột chú. Chứ mà cái cỡ như mà trà bắt qua anh hồi nãy giờ đúng bây giờ. Sốt ruột á, cái đó là con uống sốt ruột á. Thì cắm rồi á. Bắt mà bắt lần một là đúng nãy giờ thầy ấm á. Dạ. Té liền. Dạ, đúng rồi. Dạ, uống dễ chịu hả thầy ha. Này rồi. Thuốc chứ không phải là gọi trà nữa. Dạ đúng rồi, tại vì con phơi khô cho nên gọi là trà. Nhưng mà đây là thuốc nam. Đó, thuốc nam. Trà mình còn. Cái này mình để đây mình tặng thầy luôn đi ha. Đúng rồi. Ba bộ trà này nè. Thầy giữ đây. Thầy nhớ cách pha không? Mỗi người miếng miếng gì đó. Thầy bỏ vô bình. Ngon. Ngon lên câu đi ông cổ tặng thầy luôn đi. Thầy không yêu cầu sao mình đáp được. Nhưng mà em yêu cầu. Vô Lan và Điệp. Mất cười lọc quá. Mỗi lần ăn là phải chó vậy. Mỗi người mỗi lần vô chùa thì mình phải hát Lan Điệp đúng không ta? Đúng rồi. Lan em khóc đi, khóc nữa đi Lan. Nếu mỗi giọt nước mắt em rơi, làm vơi đi một phần nào trong lòng anh buồn tôi. Nếu dòng lệ kia có bôi xóa được kỷ niệm của những ngày qua, nếu bảo rằng em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn bằng nhớ
là cả đời em dương mang vào dòng khổ lây. Nhưng thôi Lan ơi em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm vang trong gió, ân nghĩa nắng quằn dãi mà anh đã dội giống tình. Hay ông thầy. Thôi vô coi dụng gỗ vậy thôi. Buổi sáng mà bắt con khác dụng gỗ con cũng đau khổ luôn. Nghệ sĩ thường thường á, muốn hát cho hay á, thì bắt đầu từ 7 giờ tối. Bữa sáng hát hát được vậy là cũng khỏe lắm, nhờ ăn rong biển. Trà cũng ngon quá thầy ha. Nét bắt đầu cái nước sao á thầy, thì dần dần nó bắt đầu nó ra đó. Nó uống nó bắt đầu nó có cái mùi rất là thơm đó thầy ha. 100 người á chú thì con không dám bảo đảm. Nhưng mà cái trà này uống mà để mà 97-98 người đều ngủ được hết và khỏe được hết là mừng rồi. Đó là đạt được kết quả rồi đó. Có những người mất ngủ nặng lắm, uống vô trời ngủ ngon quá. Cảm ơn Long nhiều lắm, cảm ơn Long nhiều quá, tự nhiên mình cũng vui đó. Vui. Yeah, phục vụ cho mọi người mà được một cái giấc ngủ ngon là tự nhiên mình cảm thấy mình vui dễ sợ. Chứ mà uống mà gặp mày nêu mà gặp trà bắt là thôi, chứ nó uống cái cào ruột cũng coi chứ. Thì đó đâu muốn ngủ được. Cái trà bắt á. Chạy máu ruột luôn rồi. Mát quá chạy thôi. Không phải, nóng uống hả? Vô nặng quá nó cào. Bị sốc ruột. À, cào à. Phải uống nơi chứ, ăn nơi ra không uống đâu là cào rồi. Mà tại sao có những người lại ghiền cái trà đó hen chú ha? Mấy người dân người đó lên bán trà bắt là ăn no. Dạ. Chứ mà cỡ như sau mai mà uống một nốc vô chừng vài ly rồi không bắt đầu có 9 giờ nó cao ruột tròn rồi. Con mắt muốn sụp mi rồi, làm ơn. Làm ơn cho tôi đi gỡ thùng đồ cho okay. Ở tiểu bang bên kia rồi tôi về tôi ngủ hai con mắt nè. Còn ngồi đây tự nhiên gió thiêu muốn ngủ rồi đó. Ông uống trà rồi mà ngủ rồi. Ok thì giờ anh gửi lời chào đi nè. Thôi thì vui bao nhiêu đây đủ rồi. Buổi tiệc nào cũng phải tàn mà. Tiệc nào rồi cũng tàn. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Cuộc tình nào cũng có kẻ cười người khóc. Cho nên đó là thôi thì hẹn quý vị lần sau hai anh em đi quậy nữa. Làm thêm câu kiếp này kiếp sau gì đi nữa đi. Kiếp này là đây, kiếp sau là đâu, kiếp này còn đây sao không thương mà hẹn kiếp sau. Nhưng mà con có sửa lại cái nè. Kiếp này là đây, kiếp sau là đâu, kiếp này còn đây sao không tu mà hẹn kiếp sau. Rồi mua trà kiếp này luôn nha. Thương rồi mua kiếp này kiếp sau. Long có bán, biết Long ở đâu mà bán. Dạ đọc lại số phone đi anh. Số phone của Long là quý vị gọi nhanh tay nha. Bắt phone lên là gọi liền là 7143996906. 7143996906. Có rong biển ăn liền, có trà gửi về tới nhà ăn liền trong vòng 3 ngày tới. Quá đã. Rồi thôi em cũng xin chấm dứt cái video tại đây nha. Xin hẹn các bạn vào dịp khác nha. Bye bye. Đi về nha Lan. A Di Đà. Bye bye. Thầy đi theo ra tới rồi. Thầy tiễn rồi. Thiệt á. A Di Đà Phật nè, thầy con nè, thấy thương quá à. Dạ. Ok, bye bye. Con đem rong biển tới cho thầy.